Mày Dương đâu? Bước ra đây gặp tao. Nếu mà mày không bước chân ra đây nhá, tao cho công ty của mày sáng nhất thành phố lên mày luôn đấy. Ra đây. Để xem nó có trừng mặt ra không nào. Hai người làm cái gì vậy? Làm cái gì này? Mày còn hỏi được nữa à? Hả? Bọn tao đến đây để đòi tiền chứ để làm cái gì? Đúng rồi đấy. Bọn tao đến đây để đòi tiền đấy. Coi mà không mau trả tiền anh Huy đi. Ngày nào chúng tôi cũng đến đây để gây chuyện đấy. Tôi đâu có nợ nần gì hai người mà hai người đến đây để đòi. Mày quên nhanh thế hả? Thế cái căn nhà hai đứa mình trước ở thì sao hả? Đấy là tài sản chung. Bây giờ ly hôn rồi thì phải chia tao một nửa, mày định húp hết à? Hả? Đúng rồi đấy. Khôn như mày ở quê tao đem đi nấu rượu mặn hết rồi, không còn ở đây mà đứng mà nói chuyện nữa đâu. Căn nhà đó là của bố mẹ tôi để lại cho tôi, liên quan gì đến anh mà anh đòi chia chắc? Hai người đúng là trơ trẽn. Vừa ngoại tình lại còn muốn đào mỏ nhà tôi á? Không có đâu. Được rồi, mày thích bướng cái gì? Đã thế tao nói luôn cho mày biết này. Ngày hôm nào tao cũng sẽ đến đây để tao hất chất thải vào đây nhá. Xem là mày có chịu được ở công ty này không? Để xem công ty này mắt mặt với mày như nào nhá. Đúng rồi đấy. Kể cả cô có trốn đi công ty khác, chúng tôi cũng sẽ đến từng công ty của cô làm việc một. Chúng tôi á đứng đấy quậy phá để xem cô làm được cái gì nhá. Cô Sương ạ, có chuyện gì đấy ạ? Anh đây rồi, anh giúp tôi gọi công an đi. Hai người họ đến đây để quấy rối đấy. Cái gì cơ? Quấy rối á? Này anh, đây là chuyện riêng của gia đình nhà tôi. Anh đừng có mà xen vào, anh hiểu chưa? Cái gì cơ? Cô đã cặp kè với chồng người khác mà còn dám nhận tôi là gia đình á? Tôi không quen biết cái loại mèo mả gà đồng như hai người. Cái con bé này, mày. Ồ, này, cái việc này là do hai người làm đúng không? Tại sao hai người cứ đến công ty quậy phá đấy à? Có tin được tôi báo công an không hả? Báo gì báo, tôi đi rồi được cô gì đâu. Cô chưa xong với tôi đấy. Cô Dương này, không biết đây là lần thứ mấy trong tháng có chuyện này xảy ra với công ty rồi. Cứ tiếp tục thế này thì ảnh hưởng đến công ty quá đấy. Tôi xin lỗi ạ, để tôi dọn chỗ này ạ. Sao? Hôm nay lại đến nữa? Đang đứng làm ầm hết ngoài kia kìa. Nếu là tôi ấy, thì tôi xấu hổ chết mất. Cái kiểu chán. Nói hôm nay mấy giờ thì anh đi làm về? Chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn xong, em đã phải đi công tác rồi. Anh ở nhà chắc là buồn lắm. Hay là em xin sếp để về sớm với anh nhá. Em không cần về sớm đâu. Công việc của em quan trọng hơn. Anh hiểu mà. Thôi anh cúp máy nhá, anh phải họp rồi. Suốt ngày chỉ biết công việc thôi. Hôm nay mình sẽ về sớm tạo bất ngờ cho anh ấy. Chắc là anh ấy sẽ vui lắm đây. Em tưởng anh vừa mới đăng ký kết hôn với cả Dương. Sao tự nhiên anh lại rủ em đến đây? Anh không sợ bị bại lộ đấy à? Em lo cái gì nhỉ? Nó đi công tác còn lâu mới về. Úi giời, anh với em còn nhiều thời gian dành cho nhau lắm. Tưởng thế nào? Thì ra là Dương không có ở nhà, cho nên là anh mới rủ em đến đây. Có yêu thương gì em đâu mà nói. Phải, anh nhớ em quá thôi. Còn đến con Dương nhá, không phải vì tài sản nhà nó, anh đá đít nó từ lâu rồi. Chỉ cũng ai bảo là tại cục cư của anh ấy nè, tiêu nhiều tiền quá, thế nên là anh phải đau đầu những cách kiếm tiền chứ, đúng không? Thả tâm đây, đừng có mà thấy trăng rồi quên đèn, lấy vợ rồi quên em đấy nhá. Ôi trời ơi, cho dù cả cuộc đời này anh có quên tên của chính bản thân mình đi nữa thì anh cũng không bao giờ quên cục cưng của anh đâu. Anh này, anh Huy, đúng là khốn nạn, đồ mèo mả gà đồng. Ôi thôi Dương, bình tĩnh đã. Ok, Dương, con nhỏ này đúng là cứng đầu thật đấy. Bọn mình đến công ty của nó làm loạn một thời gian dài như thế rồi mà nó vẫn không chịu thua. Anh cứ như thế này không được đâu đấy. Xem ra là chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh tay hơn mới được. Anh đã nghĩ ra cái cách gì chưa? Hôm nay mình về muộn quá, mọi người về nhà hết rồi. Ơ
Chủ tịch, sao lại là anh? Thôi được rồi. Anh thấy đỡ hơn chưa? Nếu không thì để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, không cần phải đi bệnh viện đâu. Mà vừa rồi cô xịt cái gì vào mắt tôi vậy? Tôi xin lỗi, đó là bình xịt hơi cay, dùng để phòng thân ấy mà. Lúc nào cô cũng mang theo người sao? Tôi thấy cô ra đây dứt khoát lắm mà. Dạo gần đây tôi cứ cảm giác như là có người theo dõi vậy. Tôi không an tâm nên lúc nào cũng mang theo người. Lúc nãy tại vì anh đi theo tôi cứ nghĩ anh là kẻ xấu nên tôi mới ra tay. Mà sao lúc nãy anh đi theo tôi là có việc gì? Tôi thấy cô làm rơi, rồi tôi đuổi theo để đưa cho cô, nhưng mà không ngờ lại bị cô xịt hơi cay vào mắt. Tôi xin lỗi, tôi đúng là thần hồn nát thần tính. Tại vì cứ sợ nên là cũng nghĩ là ai cũng sẽ hại mình. Có người muốn gây bất lợi cho cô à? Có phải là chồng cũ của cô không? Chủ tịch, sao chuyện này anh cũng biết? Suốt những ngày qua, anh ta liên tục tới công ty để làm loạn. Tôi không muốn biết thì cũng không được. Mà sao lại vậy? Chẳng phải hai người đã ly hôn với nhau rồi sao? Sao anh ta vẫn làm phiền cô được? Tôi đã nộp đơn rồi, nhưng mà anh ta vẫn không chịu ký. Vậy nên thủ tục ly hôn giữa chúng tôi vẫn chưa xong. Anh ta dựa vào chuyện đó để làm khó dễ cô à? Đúng vậy. Anh ta nói muốn anh ta ký vào đơn ly hôn ấy thì tôi phải chia cho anh ta nửa căn nhà. Nhưng mà hết sức là vô lý, bởi vì căn nhà đó là do bố mẹ tôi để lại. Anh ta vừa mới kết hôn xong đã đi ngoại tình rồi, mặt mũi đâu mà đòi tôi chia nửa căn nhà chứ. Không ngờ là trên đời này lại có cái loại người không biết xấu hổ như vậy. Thế bây giờ cô tính sao đây? Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà yên tâm, nhất định là tôi sẽ không làm theo yêu cầu của anh ta đâu. Lại là hai người à? Hôm nay hai người lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Làm sao? Nói chuyện nhỏ nhẹ thì cô không nghe, bắt buộc bọn tôi dùng biện pháp mạnh rồi. Này, tao cho mày cơ hội cuối cùng nhá. Nếu mày không chịu đưa tiền cho tao ấy thì đừng trách tao phát cái này trước công ty của mày. Cái gì đấy? Chuyện như này mà hai người cũng dám làm à? Hai người bị điên rồi à? Có chuyện gì là bọn này không dám làm đâu. Chúng tôi ấy có dám làm nhiều hơn như thế nữa nếu mà cô không chịu nôn tiền ra. Hai người đúng là điên thật rồi. Xé đi, cứ xé thoải mái đi, chúng tôi còn nhiều lắm. Ở trên xe còn cả một thùng kia kìa. Mày điên đủ chưa hả? À, cái chỗ giấy này mày xé cả đời cũng không hết được đâu. Đúng rồi đấy, ngoan ngoãn khôn hồn thì nôn tiền ra đây, bọn tao tha cho mày. Này, cái loại đàn bà một đời chồng như mày ấy, bây giờ còn mất hết tư cách nữa thì tao không hiểu là công ty nào sẽ tuyển mày đấy. Hai người đúng là quá khốn nạn. Cái gì? Mày bảo ai là khốn nạn cơ? Mày có tin là tao vả cho mày thêm vài cái nữa không ấy hả? Đủ rồi đấy. Này, mày là thằng nào mày sẽ là chuyện của tao đấy? Hai người định mang cái này ra để uy hiếp cô Dương à? Tôi cảnh cáo hai người nhá, hai người thử mang cái này ra ngoài kia và phát tán xem tôi có kiện cả hai người về tội phỉ báng hay không. Anh là ai? Chuyện này thì liên quan gì đến anh và anh Xíu vào chứ? Tôi là ai nó không quan trọng. Tôi cảnh cáo thêm một lần nữa, nếu như hai người còn tiếp tục tới công ty của tôi để làm loạn đấy, đừng trách tôi báo công an đấy. Và đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, biết chưa? Cũng có sao không? Mình đi thôi. Anh, thằng đấy là ai đấy? Sao nó lại dám lên mặt nói chuyện với mình như thế chứ? Lúc nãy nó bảo là đừng đến công ty của con Dương làm loạn nữa, chắc là đồng nghiệp của nó. À, em nhớ rồi, hình như là em có gặp nó. Nó là chủ tịch của công ty cái Dương đấy. Em có gặp nó ở trên báo rồi. Cái gì cơ? Chủ tịch á? Em có nhầm không đấy? Không, em chắc chắn đấy, không thể nào nhầm được đâu. Nếu như mà là chủ tịch của công ty ấy thì con Dương nó gây ra những cái tổn hại như thế thì phải chán ghét nó chứ nhở? Đằng này sao lại bênh nó như thế? Này, có khi nào hai đứa chúng nó có chuyện gì với nhau không nhở? Hay là con Dương nó cắm sừng anh mà anh không biết nhở? Chuyện này 2 năm rõ 10 rồi còn gì nữa. Chuyện lúc nãy rất cảm ơn anh. Nếu như không có anh ra mặt giúp tôi thì chắc là họ sẽ không để cho tôi đi dễ dàng như vậy. Từ nay về sau nếu như gặp bọn họ thì cô đừng sợ nhé.
Cô gọi công an tới để giải quyết thôi. Tôi không tin rằng bọn họ lại dám coi thường pháp luật đâu. Dạ vâng, tôi nhớ rồi. Đây là danh thiếp của một luật sư bạn tôi. Tôi nói với anh ấy sơ qua về tình trạng của cô rồi. Anh ấy nói rằng có thể giúp cô giải quyết thủ tục ly hôn đấy. Ờ, anh nói sao cơ? Trường hợp của tôi cũng có thể ly hôn được sao? Đúng vậy. Anh ấy là một luật sư chuyên giải quyết ly hôn. Vậy nên tôi tin rằng anh ta có thể giúp cô. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Cô cứ liên hệ cho anh ấy đi nhé. Dạ vâng. À, chủ tịch, anh cho gọi tôi à? Đúng rồi, cô ngồi đi. Anh có chuyện gì không hay hay sao? Hôm nay thấy anh trông lạ lắm. Hôm nay cô chưa đọc báo đúng không? Có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay ở trên báo có một thông tin là cô đã ngoại tình với tôi trước khi ly hôn. Và tất cả mọi người trong công ty đều đang bàn tán đấy. Tại sao lại có tin đồn vô lý như thế? Đã gọi là tin đồn thì làm gì có mấy cái có lý cơ chứ. Quan trọng là người nghe có muốn tin hay không thôi. Chuyện này phải làm sao đây? Giữa tôi và anh không có gì cả. Vậy mà sao có người đồn thất đức như vậy chứ? Tôi nghĩ việc này là có chủ đích. Và có người nào đó muốn nhắm vào tôi, nhằm hạ bệ tôi và uy tín công ty của chúng ta. Chuyện này tôi không liên quan tới cô, nhưng mà chắc chắn là cô sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như hôm nay không có gì quan trọng thì cô về nhà đi rồi nghỉ ngơi một chút. Đừng để những tin đồn thế này làm ảnh hưởng tới mình. Chủ tịch, anh là một người tốt, giúp đỡ tôi mà bị mang tiếng oan. Bây giờ tôi phải làm sao thì mới có thể đính chính được tin đồn này ạ? Chuyện này không liên quan tới cô đâu. Nếu như không phải là cô thì bọn họ có rất nhiều cách khác nhằm hạ bệ uy tín của tôi cơ mà. Ở thương trường lâu như vậy rồi, tất cả mấy cái chuyện này tôi còn lạ gì cơ chứ. Nhưng mà... Thôi. Hôm nay tôi gọi cô đến đây cũng không phải là muốn cô làm gì đâu. Chỉ là thông báo cho cô biết vậy thôi, để cô đỡ bất ngờ. Và cô cũng yên tâm đi. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên do mọi chuyện và chấm dứt nó ngay. Rốt cuộc ai là kẻ đã tung tin đồn này nhỉ? Chẳng lẽ là... Alo. Thế nào? Chắc là cô cũng biết tin tức trên mạng rồi chứ? Cô và chủ tịch của cô ấy sắp trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Hóa ra anh chính là kẻ đã tung tin đồn. Anh muốn gì? Muốn biết thì đến gặp tôi sẽ nói cho cô biết. Đây rồi. Cuối cùng thì cô cũng chịu đến rồi à? Bọn tao đợi cô mãi đây. Hai người hẹn tôi hôm nay đến đây là để làm gì? Hỏi thừa quá đấy, cô không thấy mấy cái tin đồn đấy à? Chả phải là bây giờ cái thằng chủ tịch của cô ấy đã bị cho những cái tin đồn đấy bại hoại thanh danh rồi à? Là do cô đấy, không thấy ai nấy à? Tất cả chuyện này là do hai người bày ra. Phải làm thế nào thì hai người mới chịu buông tha cho tôi? Khổ lắm, bọn tôi phải là thích dây dưa gì với cô đâu. Ai bảo là cô cứng đầu hả? 5 lần 7 lượt không chịu nôn tiền ra cho tôi. Đúng rồi đấy. Chuyện này tất cả là do cô. Chứ cô nghĩ bọn tôi rảnh rỗi lắm đấy à? Hai người thôi giở trò đi. Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền cho hai người đâu. Đến giờ này rồi mà cô vẫn còn cứng đầu quá nhỉ? Vậy đâu rồi, để ngày mai chúng tôi sẽ đăng tất cả tin đồn, tất cả hình ảnh nhạy cảm của cô với cả thằng chủ tịch đấy lên trên mạng, để xem lúc đấy công ty của hai người có trụ được không nhá. Hai người đừng có ăn nói vớ vẩn. Tôi và anh Toàn hoàn toàn trong sạch. Làm gì có hình ảnh nào ở đây? Con này đúng là nó ngu hết thuốc chữa rồi em ạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. Nếu mà mày muốn ấy thì tao sẵn sàng làm hẳn một clip hai đứa chúng mày thân mật với nhau ấy, mày có tin không? Đến lúc hình ảnh của bại lộ lên mạng rồi, người ta chỉ vào chửi hai người thôi. Chẳng ai quan tâm đến là hình ảnh thật hay là hình ảnh giả đâu. Hai người đúng là vô liêm sỉ. Mày câm mồm lại. Tôi thấy anh chủ tịch đấy quan tâm và lo lắng cho cô lắm cơ mà. Bây giờ để vài đồng bạc mà ảnh hưởng đến thanh danh của anh ta như thế. Đối với cô, tiền quan trọng như thế đấy à? Bây giờ chỉ cần cô đưa tiền cho bọn tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cái tin đồn đấy bọn tôi sẽ lên trên mạng đính chính cho cô. Hơn nữa, anh Huy cũng sẽ vui vẻ để ký giấy ly hôn. Bỏ ra có một chút tiền mà cô được quá nhiều thứ, tại sao cô lại không làm chứ?
trả tôi đây. Để nhận. Bỏ tôi ra. Suy nghĩ lâu quá rồi đấy. Để tôi giúp cho cô nhá. Bỏ tôi ra. Các người làm như vậy thì khác gì ăn cướp chứ. Sao lại là ăn cướp? Anh Huy bây giờ vẫn là chồng của cô cơ mà. Chồng lấy tiền của vợ thì có gì là ăn cướp nhỉ? Cô thử kiện xem, có ai giải quyết cho cô đâu. Trả tôi ra. Buông cô ấy ra. Cái gì ấy? Ghi ở trên danh nghĩa. Anh ta vẫn là chồng của cô Dương. Nhưng mà hành vi của cả hai người ấy chẳng khác nào tống tiền cướp của đâu. Hai người nghĩ rằng pháp luật không làm gì được hai người sao? Lại là mày à? Sao mày cứ đứng xen vào chuyện của vợ chồng tao thế à? Tôi và anh chẳng còn là vợ chồng gì hết. Tôi đã nộp đơn ly hôn rồi. Tòa án sẽ sớm thụ lý đơn của tôi thôi. Cô nằm mơ đấy à? Cô mà không chịu chia tiền cho anh Huy, cô nghĩ là anh Huy sẽ vui vẻ và ký với giấy ly hôn cho cô đấy à? Anh ta không ký cũng được, cũng chả sao đâu. Tôi chỉ đang sợ rằng một thời gian nữa anh ta sẽ đến gặp cô Dương và nải nỉ cô ấy bỏ đơn bãi nại cho anh ta thôi. Mày nói cái gì cơ? Cái gì mà bỏ đơn bãi nại? Phòng pháp lý của công ty tôi đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh kiện hai người rồi. Và sớm thôi, hai người sẽ nhận được giấy mời của tòa án. Kiện cái gì chứ? Bọn tôi làm cái gì đâu mà kiện. Đến giờ phút này rồi mà hai người vẫn chưa biết là bản thân mình đã làm cái gì để phải bị kiện à? Hai người đã bôi nhọ danh dự, hình ảnh của tôi và cô Dương, làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi, rồi còn rất nhiều lần chặn đường, rồi hành hung cô Dương nữa. Hành động đó của hai người đã đủ để bị kiện chưa nào? Nhưng mà và lần trước tôi đã cảnh cáo cả hai người rồi, chỉ là hai người không tin đấy thôi. Tôi nói là tôi sẽ làm đấy. Dương, bình tĩnh lại đi. Chuyện này chúng ta có thể thương lượng lại được mà. Chúng mình cũng đều là người nhà với nhau cả. Tại sao lại đem cái chuyện bé này ra tòa án làm cái gì chứ? Đúng rồi đấy. Mà nói tòa án vừa tốn kém mà cái chuyện này chẳng ai giải quyết đâu. Hay là mình cứ hòa hoãn ở ngoài tòa nhá. Tôi không sợ mất thời gian, cũng chẳng sợ tốn kém đâu. Dù sao thì công ty của tôi cũng có một phòng pháp lý riêng để chuyên để giải quyết những cái vụ việc thế này mà. Hai người cứ yên tâm về nhà và chờ thư mời của tòa án đi. Thế nào rồi? Xong chưa? Tất cả đã xong rồi. Bây giờ tôi đã là người tự do. Chúc mừng cô nhé. Tất cả là nhờ có anh. Nếu như không có anh giúp đỡ thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Không có gì đâu. Bây giờ cuộc đời của cô đã sang một trang mới rồi. Từ nay về sau, hãy quên toàn bộ những chuyện cũ đi, được không? Hôm nay là ngày đẹp, chúng ta đi ăn mừng thôi. Được, bây giờ mình đi ăn nhé. Đi.